Là tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 ngày 24 tháng 1. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức nóng nhất sau đây. Tròn 2 năm Covid-19 xâm nhập, Việt Nam ghi nhận hơn 2,14 triệu ca mắc. Kinh hoàng, ASEAN hiện có đến 16.162.903 ca mắc mới, trong đó 312.123 người tử vong. Khánh Hòa ghi nhận 189 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 61.419 ca. Tình hình dịch căng thẳng, Ninh Bình nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên cấp độ 2. Khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh không bị cách ly, được thăm địa phương khác. Trung Quốc xác định 72 ca COVID-19 từ các đoàn tới dự Olympic Bắc Kinh 2022. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Tròn 2 năm COVID-19 xâm nhập, Việt Nam ghi nhận hơn 2,14 triệu ca mắc. Tối 23 tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến làm việc tại Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế công bố hai ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam, đó là hai cha con người Trung Quốc. Từ 23 tháng 1 năm 2020 đến 23 tháng 1 năm 2022, trong hai năm qua, Việt Nam ghi nhận hơn 2,14 triệu ca mắc mới, 36.719 ca tử vong. 63 trên 63 tỉnh, thành phố đều có ca mắc. Trong đó đứng đầu là thành phố Hồ Chí Minh với 513.451 ca, 20.099 người tử vong. Tiếp đến là Bình Dương 292.383 ca mắc, 3.413 ca tử vong. Hà Nội với 109.031 ca mắc, 348 ca tử vong. Đồng Nai 99.701 ca mắc, 1.650 ca tử vong. Các tỉnh có số ca mắc COVID-19 thấp gồm Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Hiện tại thì dịch COVID đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành phố, với số ca mắc cao như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và một số tỉnh Tây Nam Bộ. Riêng thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, số ca mắc và tử vong đã xuống thấp. Ngày 23 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh có 138 ca nhiễm mới, 6 ca tử vong, trong đó có 2 ca chuyển đến từ tỉnh khác. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn cách ly, chăm sóc và điều trị trong 10.843 ca mắc COVID, trong đó có 2.610 ca nhập viện tầng 2, tầng 3, 184 ca cách ly tập trung và 8.049 ca cách ly tại nhà. Trong những ngày giáp Tết, trong nước đã ghi nhận 135 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Đây là một điều lo ngại bởi biến thể này lây lan nhanh. Theo đó, Hà Nội là 14 ca, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 68 đã công bố, chưa công bố 4 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 8, Khánh Hòa 11, Long An 1 ca và Quảng Ninh là 2 ca. Kinh hoàng, ASEAN hiện có đến 16.162.903 ca mắc mới, trong đó 312.123 người tử vong. Ngày 24 tháng 1 theo trang thống kê worldmaster.info, trong, trong 24 giờ qua, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 62.583 ca mắc mới và 234 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 16.162.903 ca. Trong đó 312.123 người tử vong. Philippines tiếp tục dẫn đầu ASEAN về số ca nhiễm mới trong ngày 23 tháng 1. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 29.828 ca mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid lên 3.417.216 ca. Bộ Y tế Philippines DOH cho biết 29.237 chiếm 98% ca mắc mới xảy ra trong 14 ngày qua. Đô thị Manila là khu vực có nhiều ca mắc mới nhất trong giai đoạn này, với 5.178 ca, chiếm 18%. Tiếp theo là Calabarzon với 4.227, chiếm 14%. Central Luzon với 2.787 ca, chiếm 10%. Hiện tại có 273.580 ca dương tính với COVID, chiếm 8% tổng số ca. Con số này thấp hơn con số hơn 280.000 của ngày trước đó. Số ca dương tính giảm sau khi DOS thống kê 36.763 ca phục hồi mới, nâng tổng số người khỏi bệnh lên là 3.090.000. Trên toàn quốc, hiện tổng số người thiệt mạng vì COVID đã lên tới hơn 53.400 người. Theo DOS, khoảng 69.000 xét nghiệm đã ghi nhận vào ngày 21 tháng 1. Tỷ lệ dương tính trong số tất cả những người được xét nghiệm COVID vẫn ở mức cao, chiếm 41,8%. Điều này đánh dấu ngày thứ 17 liên tiếp tỷ lệ dương tính ở mức 40% hoặc là cao hơn. Việt Nam hiện đứng thứ hai ASEAN về ca mắc mới với hơn 14.900 ca trong ngày 23 tháng 1, tổng số ca lên 2.141.400 ca. Thái Lan hiện nay đang đứng thứ ba khu vực về ca nhiễm mới với 7.680 ca trong ngày 23 tháng 1. Tổng số ca mắc từ đầu đại dịch ở Thái Lan là 2.377.500 ca. Trước đó, thì Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID của chính phủ Thái Lan đã thông qua việc sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trong một thông báo vào ngày 20 tháng 1, người phát ngôn CCSA Tawar Strip Visha cho biết, trẻ em trong độ tuổi nói trên sẽ được tiêm vaccine có nắp màu cam của Pfizer-BioNTech. Vaccine Pfizer COVID-19 dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, có dạng lọ nhiều liều với nắp màu cam và nhãn có viền màu cam, đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA nước này cấp phép sử dụng. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ nhận 3 triệu liều vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 26 tháng 1, Số vắc này nằm trong thỏa thuận mua 10 triệu liều mà chính phủ Thái Lan đã đặt trước đó. Sau khi tiếp nhận vắc Bộ Y tế Thái Lan sẽ mất vài ngày để đánh giá và thử nghiệm một số mẫu như một biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi bắt đầu tiêm chủng. Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết cơ quan này đã ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm giữa các em học sinh tăng đáng kể từ đầu tháng 1, số ca nhiễm cao ở độ tuổi từ 13 đến 19 và có ít nhất một học sinh dưới 18 tuổi đã tử vong kể từ tháng 11 năm 2021 cho đến nay đã có khoảng 4,5 trong số 5 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi ở Thái Lan được tiêm mũi một vaccine ngừa COVID và hơn 4 triệu em đã được tiêm mũi thứ hai. Malaysia đứng thứ tư khu vực về ca nhiễm mới với 4.116 ca trong 24 giờ. Tổng số ca mắc từ đầu đại dịch ở Malaysia là 2 triệu 800.000 ca. Trong bối cảnh có đồn đoán rằng chính phủ sẽ phong tỏa toàn quốc do diễn biến dịch COVID tiếp tục phức tạp, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 23 tháng 1 khẳng định Chính phủ sẽ không áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển một lần nữa trong dịp Tết của người hồi giáo năm nay. Indonesia đứng thứ năm về ca mắc mới tại ASEAN trong ngày 23 tháng 1 với 2.925 ca, nâng tổng số ca mắc lên 4.200.000 ca. Trước đó, ngày 22 tháng 1, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này đã ghi nhận 2 ca tử vong do biến thể Omicron, trong đó một nạn nhân là người nước ngoài và một người là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Singapore ghi nhận 2.463 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 310.276 ca. Các quốc gia ASEAN còn lại ghi nhận vài trăm ca mắc mới trong ngày 23 tháng 1, như Lào 417, Myanmar 144 và Campuchia là 26. Về số ca tử vong, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận ca tử vong mới. Việt Nam đứng đầu với 123 ca, Philippines 67, Indonesia 14, Thái Lan 13 ca, Malaysia 13 ca. Lào 2k, Myanmar và Singapore mỗi nơi 1k. Khánh Hòa ghi nhận 189 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 61.419k. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID tỉnh Khánh Hòa trong 24 giờ, toàn tỉnh ghi nhận 179 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, giảm 120k so với hôm qua, 10 ca nhập cảnh. Theo đó thì tại thành phố Nha Trang 43k, thị xã Ninh Hòa 11k, huyện Vạn Ninh 23k, huyện Diên Khánh 70. Thành phố Cam Ranh 11 và huyện Khánh Vĩnh là 8 ca, huyện Khánh Sơn 2 ca, huyện Cam Lâm 11 ca. Trong số ca mắc mới có 35 ca ghi nhận trong cộng đồng kể từ đầu dịch tháng 1 năm 2020 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 61.655 ca nhiễm COVID, đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 21 ghi nhận 61.419 ca. Toàn tỉnh hiện đã thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho hơn 6.300.000 lượt người real-time PCR cho hơn 1 triệu 600 nghìn 700 lượt người. Trong ngày, hiện có 495 bệnh nhân mắc COVID đã được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh từ ngày 22 tháng 7 đến nay lên 57.002 ca, chiếm 87% số ca mắc. Có 259 trường hợp tử vong liên quan đến COVID. Hiện nay, thì số bệnh nhân đang điều trị là 3.733 người. Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID Khánh Hòa, ngày 22 tháng 1, hơn 17.500 người đã được tiêm vaccine phòng COVID, như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 2.500.700 liều, trong đó mũi 1 là 1.090.600 liều, mũi 2 2.500.700 liều, trong đó thì mũi 1, mỗi hai, 1 liều, mỗi ba là 1.090.693, mũi 2 1.059.962 liều, mũi 3 là 546.547 liều. Số người từ 18 tuổi trở lên ở tỉnh đã được phủ mũi 1 vaccine đạt hơn 100%, mũi 2 đạt 99,4%, mũi 3 đạt được hơn 57,5%. Tỉnh cũng đã tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt hơn 100%, mũi 2 đạt gần 97,3%. Toàn tỉnh có 588 thôn tổ dân phố bình thường mới vùng xanh, 113 thôn tổ dân phố nguy cơ vùng vàng, 113 thôn tổ dân phố vùng nguy cơ cao, vùng cam, 154 thôn tổ dân phố nguy cơ rất cao, vùng đỏ. Tình hình dịch căng thẳng, Ninh Bình nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên cấp độ 2. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, căn cứ và tình hình thực tế, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã có văn bản 37 TBSIT thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, địa phương đã nâng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2, áp dụng từ ngày 23 tháng 1 năm 2022. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hiện cho biết, Ninh Bình có một thành phố, bốn huyện ở cấp độ 1 là thành phố Tam Điệp, huyện Yên Khánh, Hoa Lư, Yên Mô, Kim Sơn, một huyện ở cấp độ 2 là Nho Quan, thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn ở cấp độ 3. Trong đó 82 trên 143 xã phường thị trấn cấp độ 1, 33 trên 143 xã phường ở cấp độ 2, 28 xã phường thị trấn ở cấp độ 3. Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh những ngày gần đây, số ca mắc trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng. Trong ngày 22 tháng 1, ổ dịch ghi nhận mới cao nhất từ trước đến nay với 5 ổ tại 4 địa phương trong tỉnh, nâng tổng số ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên 37 ổ với 1.565 ca nhiễm. Trong số 5 ổ dịch phát hiện mới, có 4 ổ dịch được ghi nhận tại trường học. Cụ thể, ổ dịch liên quan đến trường tiểu học Gia Tân, huyện Gia Viễn với 17 ca, ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn 4 ca, ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã Khánh Hòa, Yên Khánh 4 ca, ổ dịch trường mầm non xã Văn Phong, huyện Nho Quan với 8 ca và ổ dịch liên quan đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bước đầu ghi nhận 15 ca tại một số khoa cho bệnh viện. Ngày 22 tháng 1 tỉnh Ninh Bình ghi nhận 145 ca bệnh xác định mới, trong đó 120 ca mắc tại cộng đồng, 25 ca mắc trong khu cách ly khu phong tỏa. Hiện có 13 ca bệnh nặng đang phải thở oxy. Trong ngày có thêm 3 ca bệnh tử vong, nâng tổng số trường hợp từ giữa tháng 1 năm 22 đến nay lên 7 người. Trong ngày 23 tháng 1 tỉnh Ninh Bình ghi nhận 93 ca bệnh xác định mới và 1 ca bệnh tử vong. Trong ngày thì không xuất hiện thêm ổ dịch mới, tuy nhiên số lượng ca mắc mới tại 37 ổ dịch trong tỉnh đã tăng lên với gần 40 ca bệnh. Trong đó nhiều ổ dịch tại doanh nghiệp đã ghi nhận hơn chục ngày nay, thế nhưng vẫn tiếp tục lây lan lên hàng trăm ca bệnh. Trước thực tế ổ dịch và ca bệnh trong trường học ngày càng tăng nhanh với số lượng nhiều, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các nhà trường kiểm tra, kiểm soát và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn mới đến trường học trực tiếp, đồng thời khi phát hiện các ổ dịch, khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các ca bệnh, không để lây lan rộng trong nhà trường và cộng đồng. Ngành y tế tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mỗi 3 liều bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh mãn tính và công nhân lao động nhằm hạn chế lây lan dịch và các ca bệnh nặng. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 của Chính phủ, quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm ra soát cho các đối tượng nguy cơ COVID trong tình hình mới. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh không bị cách ly, được thăm địa phương khác. Lộ trình đón khách quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh được chia thành giai đoạn 1 từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 và giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022. Du khách phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch, nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 đô. Ngoài các điều kiện về hộ chiếu vaccine, du khách quốc tế phải có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi. Theo quy trình phục vụ khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh đối với du khách đã tiêm đủ liều vắc hoặc khỏi bệnh Covid phải tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 3 ngày kể từ khi nhập cảnh. Khách du lịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày đầu kể từ khi nhập cảnh, báo cáo ngay nếu có các biểu hiện hoặc dương tính với COVID trong quá trình tự xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của ngành y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm và doanh nghiệp lữ hành. Khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh. Khách du lịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày đầu, báo cáo ngay nếu có biểu hiện dương tính. Người đi cùng với khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều là bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh, phải tuân thủ các yêu cầu về xét nghiệm quy định phòng chống dịch như đối với khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID vào ngày thứ ba, với người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, hoặc ngày thứ bảy với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Khách du lịch có thể tiếp tục tham gia chương trình du lịch chọn gói đã đăng ký, tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế hoặc về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép. Trung Quốc xác định 72 ca COVID-19 từ các đoàn tới dự Olympic Bắc Kinh 2022. Theo thông báo của Ban tổ chức Olympic Trung Quốc ngày 23 tháng 1, tính từ ngày 4 đến ngày 22 tháng 1, có 2.586 thành viên, trong đó 171 vận động viên và quan chức, cùng 2.415 người là đại diện cho các bên có liên quan, như truyền thông, nhà tài trợ đã nhập cảnh vào Trung Quốc có xét nghiệm thì nhà chức trách đã phát hiện được 72 ca nhiễm covid và toàn bộ đều là đại diện cho các tổ chức có liên quan không có bất kỳ ca nhiễm nào với vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước trong số này có 39 ca được xác định là thông qua xét nghiệm tại sân bay 33 ca còn lại được phát hiện tại các địa điểm đặc biệt dành riêng cho các vận động viên thành viên các đoàn ăn ở luyện tập và tham gia tranh tài tại kỳ Olympic lần này việc di chuyển tại những địa điểm này được giám sát chặt chẽ các thành viên không được phép vượt ra bên ngoài Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra từ ngày 4 tháng 20 tháng 2. Để việc chuẩn bị cho sự kiện thể thao này, Trung Quốc đã tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo phòng chống dịch. Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 23 tháng 1 cho biết toàn bộ 2 triệu cư dân ở nơi bùng phát ổ dịch mới thuộc quận Phong Đài, Phiang Trai ở phía Nam thủ đô sẽ được xét nghiệm. Theo kế hoạch Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ được tổ chức ở trạng thái gần như bình thường với đầy đủ các quầy hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực và quán bia tại các địa điểm thi đấu có điều toàn bộ các hoạt động này sẽ diễn ra trong bong bóng khép kín. Chia sẻ với báo giới, một quan chức thuộc Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh thừa nhận các biện pháp này đôi khi có thể gây bất tiện, song cần phải đặt lên trên hết việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các vận động viên.